Sunny mến chào anh chị và các bạn. Sunny muốn chia sẻ với anh chị một bức tranh phiên bản với nhiều gam màu sáng tối của một con phố Trần Phú, xưa là Nguyễn Quang. Bức tranh trụ tượng. Và với video clip này, hôm nay là 11 tháng 9, Sài Gòn sáng nay mưa lớn lắm anh chị. Bây giờ cũng tạnh rồi. Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị đường phố Sài Gòn thông qua con đường Nguyễn Quang nè, con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Chúng ta về trung tâm. Lâu quá rồi Sunny không có đi khu vực trung tâm để chia sẻ với anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta đi thẳng từ đây anh chị ha. Phía trước đó là ngã 6 Cộng Hòa, chúng ta về Hồng Thập Tự, rồi đi về cái hướng công viên Tao Đàn để chia sẻ với anh chị tình hình Sài Gòn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi nha anh chị ha. Sáng nay mưa lớn lắm, mới tạnh mưa xong trời bắt đầu nắng lên rồi, nhưng mà bầu trời nó còn u ám lắm anh chị. Có thể là chiều nay mưa, nắng mưa là của ông trời mà. Thôi chúng ta cùng nhau đi ngắm đường phố Sài Gòn anh chị ha. Đây là một con đường mà Sunny ví như là con đường sắc màu với nhiều cái gam màu của những bức tranh. Người ta bây giờ bán tranh điện, tranh sơn dầu, tranh chép anh chị, tranh cát, rồi những khung tranh vân vân. Bây giờ thì khoảng 9 giờ rưỡi ngày 11 tháng 9 anh chị. Cái này ngày này thật là đáng nhớ anh chị ha. Vào sáng thứ ba ngày 11 tháng 9 2001, lúc đó Sunny đang đi làm ở công ty Nestle và đang uống cà phê, bỗng giật mình nghe một cái thông tin chấn động, thật là xót xa anh chị. Nhớ đến ngày đó mà cách đây 22 năm rồi. Hy vọng là thế giới này chiến tranh không còn nữa, rồi kinh tế, công việc làm ăn càng ngày càng phát triển để cuộc sống người dân nó sẽ dễ dàng, dễ thở hơn. Đây là khu vực ngã 6 nè anh chị, cứ lúc nào cũng mong muốn như vậy anh chị. Cuộc sống mà, xin đi lên lề để chúng ta ngắm khu vực ngã 6. Đây là khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Đi thẳng là con đường Hồng Thập Tự Phạm Viết Chánh nha anh chị ha. Bên phải là con đường Nguyễn Văn Cừ, con đường Cộng Hòa Năng Si đó. Và bây giờ chúng ta đi thẳng. Bầu trời anh chị thấy ha, còn mây đen nhiều lắm. Sunny muốn đứng lại để chia sẻ với anh chị những cái khung cảnh của Sài Gòn. Cuộc sống là vẫn tất bật, mọi người cũng đi làm. Anh chị thấy xe cộ ở Sài Gòn anh chị thấy đông không? Quá đông anh chị, tất bật. Mọi người phải đi làm, mưu sinh, kiếm tiền. Và đâu đó thì có những cái địa điểm vẫn còn đóng cửa.
cho thuê, đóng cửa rất là nhiều. Đặc biệt là khu vực trung tâm, khi mà đến khu vực trung tâm thì thật sự mà nói cũng muốn chia sẻ với anh chị những cái hình ảnh này. Không biết chừng nào nó lại thoát được cái cảnh như thế này anh chị. Những mặt bằng cho thuê, những cái địa điểm trả mặt bằng, thì đối với tình hình kinh tế thì nó khó khăn, ở đâu nó cũng khó khăn hết, thì cũng hy vọng thôi. Và hôm qua thì Sunny có coi thời sự, riêng Sunny thì Sunny rất là mừng. Ký đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ, chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam. Sunny cũng không có rành về chính trị anh chị, nhưng mà khi mà có những cái thông tin đó thì Sunny cũng hy vọng rằng sau này kinh tế các tập đoàn của nước Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung sẽ đầu tư vào Việt Nam mạnh hơn về kinh tế, làm ăn mua bán, về con chip bán dẫn, rồi về giáo dục vân vân. Thì khi mà kinh tế đầu tư như thế thì người dân sẽ có việc làm nhiều hơn, cái giáo dục sẽ phát triển, rồi lúc đó thì các bạn trẻ sẽ có công ăn việc làm định hướng từ bây giờ, rồi lúc đó làm ăn mua bán dễ dàng hơn, chứ không còn cái cảnh đóng cửa này nữa. Quan trọng là các bạn trẻ luôn nắm bắt cơ hội từ bây giờ. Học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học á thì đánh mất tương lai. Nhưng mà tương lai thì quan trọng lắm, lo cho gia đình, những người thân yêu. Đây là một cái khu vực cũng trả mặt bằng, và góc này là hội chữ thập đỏ nè anh chị. Chính vì có cái hội chữ thập đỏ này, con đường này mới có là tên Hồng Thập Tự ngày xưa. Đây, anh chị thấy không, hội chữ thập đỏ đó. Ngôi nhà thì kiến trúc vẫn như xưa anh chị, nó không có thay đổi gì cả. Sunny cũng không có rành về chính trị anh chị ha. Thấy như thế thì Sunny mừng, cũng muốn chia sẻ với anh chị. Chắc là anh chị cũng biết cái thông tin đó. Chỉ là muốn là bà con có công ăn việc làm, các bạn trẻ có cơ hội đi học hành, rồi nâng cái trình độ khi mà đón đầu những tập đoàn đầu tư vào Việt Nam. Đó, cái cảnh này chắc xin đi nghĩ rằng khoảng năm sau thì cái việc đóng cửa thuê mặt bằng này nó sẽ bớt đi anh chị. Chứ mà tình hình kinh tế thế giới nó khó khăn mà. Đây là những cửa hàng của những cái tập đoàn cũng lớn đó. Hồi xưa ở đây là bán trái cây nè, một cái vị trí rất là đẹp, nằm ngay chỗ cái ngã tư Cống Quỳnh, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Và Sunny cùng đi với chị tiếp tục nha. Đây là con đường quá thân quen đối với anh chị. Sunny muốn cập nhật. Đây, nhà thương Từ Vũ. Nói đến Cống Quỳnh là chúng ta nhớ đến chợ Thái Bình. Con đường này thì
cũng lâu rồi, nó bị ảnh hưởng nặng nề về cái việc mà sang tiệm đóng cửa nhiều lắm anh chị. Lâu quá rồi Sunny không đi thì cũng muốn cập nhật chia sẻ với anh chị những chiếc xe bus bến xe miền Tây từ Vũ Di Đồng bến xe miền Đông số 14. Đây là cái cổng bệnh viện Từ Dũ mới, cái hướng Nguyễn Thị Minh Khai, lúc nào bệnh viện cũng đông. Không những là bệnh viện Từ Dũ, Chợ Rẫy, Ung Bú, Nhiệt Đới, ôi thôi, nhiều lắm. Con đường này là con đường ngày xưa Sinh Y cũng thường đi học, đạp xe đạp về chợ Cây Quéo. Ngày xưa là Sinh Y học gần chợ chợ An Đông anh chị, nên con đường này cũng rất là thân quen. Đối với tình hình thì cũng chưa có cái gì gọi là tín hiệu sáng sủa, thì cuộc sống chúng ta cũng nên hy vọng lên gì. Hy vọng, và khi mà có những cái tia hy vọng đó thì chúng ta thấy cuộc sống này nó có ý nghĩa hơn. Những cái cửa hàng mà đóng cửa nè, ở đây bên trái và bên phải nhiều lắm, mà xin đi tập trung một bên để chia sẻ với anh chị. Rồi. Mình đi tiếp anh chị ha. Đó, các em tiếp thị nè. Các bạn tiếp thị điện thoại, laptop, thế là chạy vòng vòng. Đây là con đường Tôn Thất Tần Bùi Chu ngày xưa, một con đường chuyên bán về máy tính, laptop, đĩa, chương trình, vân vân. Hôm nay là Sunny muốn đi quay huyện Huệ để cùng chia sẻ với anh chị, và đây là một cái địa điểm kinh doanh về nội thất. Thì anh chị cũng biết cái việc bán nội thất thì nó sẽ dính chung với lại bất động sản, vật liệu xây dựng nội thất. Cách đây thì một tháng thì nơi đây thì có một cái công ty rất là lớn về trang trí nội thất, nhưng mà người ta giảm giá tất cả nội thất đến 90% để trả mặt bằng. Lúc đó Sunny quay đó thì hiện lúc đó người ta đang bán hàng, bây giờ là chính thức đóng cửa trả mặt bằng rồi đó. Những cái ngành nghề mà nó liên quan đến xây dựng nhà cửa, trang trí, trang hoàng nhà cửa thì nó ảnh hưởng nặng nề lắm. Mặt bằng này nó mắc quá thì người ta muốn dời về cái nơi rẻ hơn. Và anh chị cũng biết là từ khi mà dịch cúm diễn ra thì nó có rất là nhiều cái mô hình kinh doanh. Không những dịch cúm nữa, như những mô hình như là siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì nó cạnh tranh, bán hàng online,
Thôi thôi đủ thứ hết. Bây giờ có nhiều mô hình lắm, mô hình kinh doanh lắm, mà ở cái chợ bây giờ quay nó càng thấy buồn lắm. Nó không còn nhộn nhịp giống như xưa. Ngày xưa anh chị nhớ không, chợ là nơi buôn bán trao đổi rồi nắm bắt thông tin, nó là một cái nét văn hóa rất là hay. Nhưng mà bây giờ cái trong lòng chợ thì nó thường thường nó sang tiệm đóng cửa nhiều lắm. À, ở đây cũng trả mặt bằng mắc quá, chuyển đi nơi khác. Thì đối với trung tâm thì nó như thế anh chị. Còn mấy cái khu công nghiệp bây giờ thì lực lượng công nhân cũng trả phòng trọ để về quê. Lý do là cầm cự ở trên Sài Gòn không được, bị nghỉ việc đó, thất nghiệp đó, đơn hàng không có. Còn ở đây là một cái mặt bằng ngay chỗ con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng tháng 8. Ở đây thì một cái mặt bằng bán máy vi tính, một cái công ty cũng thuộc loại lớn, đại gia đó. Trong cái ngành vi tính bây giờ cũng phải là trả mặt bằng. Cái rừng cây mé bên phải là công viên Tao Đàn. Hy vọng là Sunny nghĩ rất là hy vọng về cái ngành con chip chức bán dẫn. Khi mà cái ngành đó vào Việt Nam, những tập đoàn mà đổ vào Việt Nam thì kinh tế thì nó cũng là một cái phần góp phần rất lớn trong cái việc phát triển, đặc biệt là ngành công nghệ 4.0. Và bây giờ anh chị thấy công nghệ AI phát triển anh chị ha, trí tuệ thông minh bây giờ nó phát triển quá so với hồi nhỏ của Sunny. Hồi nhỏ Sunny anh chị cũng biết, đối với ngày xưa đó, đi học anh chị thấy nó rất là đơn giản, thô sơ về công nghệ thông tin. Nhưng mà bây giờ thì nó phát triển, ví dụ như ngày xưa đó, để mà viết thơ cho bạn ha, bạn viết thơ từ nước ngoài về đó là phải viết thơ rồi. Bây giờ thì đâu cần anh chị, bây giờ còn nhậu online mà, hẹn nhau gặp nhau nhậu online mà, trong cái room chat đó. Rồi, quá là coi như rất là tiện lợi. Chính vì tiện lợi nên một số cái ngành nghề nó sẽ biến mất trong tương lai. Nếu mà các bạn trẻ mà không trang bị đó thì tương lai cũng rất là khó để phát triển. Còn đối với Sunny thì lúc nào cũng học hỏi anh chị, trang bị kiến thức để định hướng cho con cái, bạn bè, những đứa em thân thương thôi. Chứ tuổi trung niên tất nhiên phải học hỏi để hiểu thêm.
để đáp ứng, phù hợp, thích ứng với cuộc sống ngày hôm nay. Giống như kênh YouTube này nè, nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó là một cái gì đó rất là hay trong tương lai anh chị. Rất là hay, nếu anh chị nghĩ sâu hơn chút xíu. Đây là công viên Tàu Đàn nha anh chị ha. Cũng chính nhờ YouTube này cũng có một cái niềm vui, cũng có một cái định hướng trong tương lai khi về tuổi hưu. Rất là thích. Mà nói chung là làm cái này thì nói chung là cũng phải là bền bỉ và vất vả anh chị. Nếu mà anh chị có duyên thử, mình cũng nên thử coi. Thử được thì làm, không thử được, không đúng được thì thôi. Nó chẳng mất đâu cả. Rồi nó sẽ mở ra nhiều hướng lắm. Khi mà mình vào làm cái này mình nó mở ra nhiều hướng. Không chỉ những là quay đường phố cập nhật gì đâu. Nó có một cái lượng khán giả. Rồi từ lượng khán giả là những khách hàng thân thiết trong tương lai đó. Ví dụ như cái giới showbiz đi, họ đã có những cái lượng khán giả trung thành rồi thì làm cái gì nó cũng dễ. Còn đối với Sunny thì bình thường mà đi làm bình thường mà để có những khán giả cô chú anh chị mến thương á thì mình phải có một cái kênh YouTube nào đó, một cái kênh nào đó. Nhưng mà cũng rất là vui khi Sunny làm được điều đó, và hy vọng là nó sẽ phát triển, rồi mình sẽ lựa chọn những đề tài mới trong tương lai. Ở góc này nè, những cái dinh thự này nè, nó cũng bị ảnh hưởng nè anh chị. Anh chị chia sẻ với anh chị nha. Đó, ngay chỗ cái biệt thự Pháp đó. Bây giờ phía trước, ngày xưa người ta làm bán thời trang, và bây giờ thì người ta cũng trả mặt bằng rồi. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đi trọn vẹn con đường Nguyễn Thị Minh Khai Hồng Thập Tự để về nhà thờ Đức Bà anh chị ha. Sunny cũng được tâm sự, một số cô chú anh chị tâm sự rằng bây giờ ở đâu thì nó cũng khó khăn hết. Đi làm rồi kiếm đồng tiền nó cũng vất vả. Nhưng mà ở đâu thì cũng phải làm mới có ăn. Và Sunny thì cũng vậy. Nghe cô chú tâm sự, anh chị tâm sự phải cố gắng. Mà cái tính Sunny ngộ lắm, đã lên một cái kế hoạch gì đó là phải làm. Ví dụ mưa, kể mưa phải đi quay. Đây là bên phải là bức tường của Dinh Độc Lập anh chị. Con đường này rất là nhẹ nhàng, hàng me xanh mát. Ngày xưa đó thì nó còn vắng vẻ hơn nữa, lúc mà thời gian mà Sunny đi học cách đây cũng khoảng 30 năm rồi. Nhưng mà bây giờ thì xe cộ rất là đông. Mà mé bên trái là trường Lê Quý Đôn đây. Ngôi trường kỷ niệm lứa tuổi học trò. Rất là đẹp. Bên trái nè, những ngày xưa Sunny ưa uống cà phê ở đây anh chị.
ngồi ở đây thì có những cái quán cà phê nó xưa cũ đó, ngồi uống cà phê bây giờ nó cũng đóng cửa rồi. Có mấy quán cà phê hay lắm. Tại con đường này là một thời gian là Sunny cũng làm công ty Nestle ở 41 Nguyễn Thị Minh Khai, tòa nhà Yoco, làm ở đó cũng được 5 năm, từ năm 1999 đến 2004 anh chị. Là trong cái thời gian đó là 2001 đó, Sunny đi uống cà phê đó, nghe cái thông tin 11 tháng 9 tòa tháp đôi đó, nghe hết hồn luôn, mà tưởng là phim, đang coi thời sự tưởng là phim, hóa ra kinh hoàng, đúng là phải nói kinh hoàng, ngỡ ngàng. Nên chính vậy là Sunny sinh và lớn lên năm 1975 chỉ có 2 tuổi thôi. Thì khi mà lớn lên trong cái thời gian cũng bao cấp thì cũng khó khăn, ai cũng phải trải qua hết. Không biết chiến tranh là gì, và cũng nghe cô chú kể thì chiến tranh khổ lắm. Chúng ta tới đây thì chúng ta sẽ đi con đường Phạm Ngọc Thạch anh chị ha, con đường Duy Tân, để chúng ta về nhà thờ Đức Bà. Thì riêng Sunny thì Sunny bằng lòng những cái gì mình có anh chị, cuộc sống thì nó mới hạnh phúc được. Đôi khi nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Ước mơ nhiều quá thì mình cũng sẽ cảm thấy mình thực hiện không được, là mình trong cái suy nghĩ của mình đó nó mệt mỏi lắm, nó căng thẳng mệt mỏi. Thôi ước mơ nhẹ nhẹ thôi, ước mơ nhẹ nhẹ, quan trọng là sức khỏe, rồi con cái học hành, sức khỏe gia đình, rồi có một tí tiền để dành cho con cái đi học, rồi tí tiền để phòng thân, vậy là hạnh phúc rồi, không cần mơ ước cao sang. Một cái nhà nho nhỏ chui ra chui vào, một chiếc xe che nắng che mưa, và có một cái thú vui đi lanh quanh để ghi lại những cái khoảnh khắc cảnh trí, và có những người khán giả thân thương trên kênh, đó là cô chú anh chị đồng cảm với Sunny, vậy là hạnh phúc rồi còn gì nữa, quá hạnh phúc. Thì đối với cái công trình nhà thờ Đức Bà thì chắc cũng có lẽ là vài năm sau mới xong anh chị. Lý do là những cái vật liệu phải nhập về, và có sự giám sát của một cái công ty xây dựng quốc tế nhập về từ gốc luôn anh chị ha. Đây là công trình do bên công giáo phụ trách. Nên công trình này tương lai thì cũng rất là chỉnh chu, rất là chất lượng. Và đây là một cái khu vực trung tâm. Đối với khu vực trung tâm thì cũng có rất là nhiều cái đại gia ông lớn, như cà phê, thời trang, nhà hàng phải trả mặt bằng, đóng cửa. Đây Đức Mẹ vẫn ngắm nhìn, đứng đó quan sát cuộc sống trôi qua. Xa xa bên kia là bưu điện Sài Gòn.
Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip dọc trên con đường Hồng Thập Tự Nguyễn Thị Minh Khai, để anh chị thấy gam màu sáng tối như một bức tranh trụ tượng của đường phố Sài Gòn. Và hy vọng những điều may mắn, hạnh thông, kinh tế nó không còn những cái cảnh này nữa. Khi mà kinh tế hồi sinh, khi mà những công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì bà con sẽ có công ăn việc làm, những em sinh viên, học sinh có cơ hội học hành và lo cho gia đình, có công ăn việc làm tốt trong xã hội. Sunny chỉ cầu mong điều đó thôi. Và một điều nữa thì Sunny cũng cầu chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video clip sau.